Chào mọi người, nay thì tối nay vào lúc 8 giờ hơn thì anh Phong có live. Thì đây là một số sản phẩm anh Phong mới đem ra. Thì hiện tại còn rất là nhiều sản phẩm nữa. Buổi chiều nay thì anh Phong có kế hoạch sẽ live hết sâu hết các sản phẩm ra. Thì mọi người chú ý đón xem lúc 8 giờ hơn nhé. Có rất nhiều sản phẩm mới và độc và lạ. Kia có mới về được thêm mấy con khoan điện Makita giá 380 ngàn. Kia là một số con motor thang máy của Ryobi có kèm theo mạch SC luôn. Pin tháo tủ này. Đèn mới về thêm mấy cái nữa, băng keo, kim đầu bằng, kim đầu nhọn mới về này, lục giác này mới về thêm này. Đấy. Đây còn một số con motor giảm tốc là mọi người có thể chế ga vào thời gian Tết. Còn nhiều sản phẩm hay lắm. Xin chào mọi người nhé.